Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Quang Hạnh. Việc sử dụng cà phê mỗi sáng đã trở thành thói quen của nhiều người Việt Nam. Trong đó, việc thưởng thức những ly cà phê thơm ngon, nguyên chất mà không mất nhiều thời gian đã trở thành xu hướng chung hiện nay. Bên cạnh đó đây là máy pha cà phê DeLonghi Ecam 250.33 nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, xứng đáng là một lựa chọn hoàn hảo để phục vụ nhu cầu sử dụng cà phê hàng ngày trong thời gian ngắn nhất với chất lượng tốt nhất. Hãy cùng Toàn đi khám phá ngay chi tiết của sản phẩm này trong video ngày hôm nay nhé. Máy pha cà phê DeLonghi Ecam 250.33 được thiết kế với màu xám bắt mắt, ấn tượng với kích thước khá phù hợp là 24 x 43 x 35cm, tiện lợi đặt ở không gian bếp và sử dụng dễ dàng. Trọng lượng của máy là 9kg, khá đầm và chắc chắn. Thân máy là bằng nhựa cứng viền kim loại cao cấp, chi tiết mạ chrome bóng đẹp, tạo điểm nhấn cho không gian sử dụng. Bảng điều khiển nút nhấn khoa học, kết hợp núm vặn thông minh, thuận tiện cho người sử dụng. Vòi đánh sữa Barista tự động bằng inox, an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, DeLonghi Ecam 250.33 còn có một số bộ phận khác như bình chứa nước dung tích 1,8 lít, hộc chứa hạt cà phê tích hợp phễu chứa bột cà phê. Khay hâm nóng bằng kim loại, giữ tách cà phê luôn ở nhiệt độ lý tưởng. Vòi rót của máy làm bằng inox không gỉ, an toàn cho sức khỏe, có thể đồng thời chiết xuất 2 tách cà phê. Bên dưới là khay chống nhỏ giọt và hộp chứa bã cà phê có thể tháo rời. Máy pha cà phê DeLonghi Ecam 250.33 có công suất là 1450W, áp lực bơm là 15 bar, phù hợp với công suất pha dành cho môi trường làm việc ở công sở hoặc gia đình. Hệ thống DeLonghi Thermal Block gia nhiệt nhanh chóng, giúp kiểm soát nhiệt độ ở lý tưởng khi pha cà phê. Hệ thống DeLonghi Tubeless giúp giảm tối đa lượng bột cà phê xay dư chứa trong máy, đảm bảo chỉ sử dụng bột mới xay để pha cà phê. Công nghệ xay với lưỡi dao hình nón giúp tăng hiệu năng lên đến 100%, điều chỉnh độ mịn của bột cà phê chính xác theo khẩu vị của từng người dùng. Bên cạnh đó, máy còn có chế độ tiết kiệm điện và chức năng tự động vệ sinh, tẩy cặn. Các phụ kiện đi kèm máy bao gồm một muỗng, một tẩy cặn, một bộ lọc nước và một giấy hiển thị. Máy pha cà phê DeLonghi Ecam 250.33 hứa hẹn sẽ mang đến hương vị cà phê tuyệt vời nhờ hiệu năng và công suất mạnh mẽ của máy. Được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp tại Romania, chiếc máy pha cà phê thương hiệu Ý này sẽ giúp pha cà phê một cách đa dạng, thỏa mãn nhu cầu và sở thích của người dùng cà phê, là một lựa chọn không thể bỏ qua trong nhịp sống hiện đại ngày nay. Sản phẩm đang có sẵn tại các showroom của Điện Máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 12 tháng. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả hoặc gọi ngay đến hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện Máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu có lốt của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán tận tâm, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.